Xin chào các bạn khán giả của Phê Game. Chắc hẳn trong số những khán giả thân mến đang theo dõi chúng mình, có không ít người từng bị bố mẹ la mắng về việc chơi game nhiều mà bỏ quên học hành. Những mẫu câu kiểu như chơi game cho lắm vào rồi điểm số cứ là đẹt như thế này đấy, có lẽ đã in sâu vào tiềm thức của không ít những con người đam mê trò chơi điện tử. Và hẳn là cũng có nhiều bạn từng bị cấm túc hay ăn đòn bởi những tháng ngày chơi game sa đọa. Những bạn nào gặp phải những trường hợp trên thì nhớ comment cho chúng mình biết nhé. Xa hơn, đối với các game thủ chuyên nghiệp, phần lớn chúng ta đều có chung một suy nghĩ, đó là họ thường chưa hoàn thành những chương trình phổ thông hoặc đơn giản là không có một học vấn quá cao. Thế nhưng trong số đó vẫn có rất nhiều tuyển thủ sở hữu trình độ học vấn cực kỳ đáng ấn tượng mà có lẽ bạn sẽ phải trầm trồ bởi tài năng của họ. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình điểm qua những cái tên đó nhé. Mở đầu danh sách của chúng ta chính là người đi mid của Team Spirit, nhà đương kim vô địch giải đấu The International 2021, Toronto Tokyo. Toronto Tokyo tên thật là Alexander Khatek, là một player người Nga cực kỳ tài năng. Anh cùng với những người đồng đội tại Team Spirit đã tạo nên một kỳ tích thực sự tại TI10, giải đấu lớn và danh giá nhất đối với tựa game Dota 2 nói riêng và cả nền eSports nói chung, khi sở hữu số tiền thưởng kỷ lục đạt 40 triệu Biden. Spirit đã từ một đội tuyển bị đánh giá thấp khi phải vô cùng chật vật để giành tấm vé qualifier của khu vực CIS đến với TI10, và thậm chí khi đến với giải đấu này, Spirit còn gặp vô vàn khó khăn về vấn đề cơ sở vật chất mà Valve cung cấp. Họ còn không có nổi cuộn giấy vệ sinh, cũng như chịu vô số lời rẻ bỉu tới từ fan hâm mộ khi họ lên tiếng trên mạng xã hội và đòi vào quyền lợi. Như để đáp lại mọi lời đàm tiếu qua loa linh tinh, không thể nào cản bước được Spirit Gaming, năm chàng trai CIS đã quật ngã hàng loạt những đội tuyển mạnh nhất Dota thời điểm đó như OG, Secret và không thể không kể đến PSG LGD, đại diện tới từ Trung Quốc hùng mạnh với những ngôi sao sáng chói nhất của làng Dota. Năm chàng trai vô danh bỗng vụt sáng trở thành những triệu phú đô la. Đóng góp không nhỏ trong thành công của Spirit, không thể không kể tới Toronto Tokyo. Với lối chơi bay bổng và năng nổ, Alexander đã cùng với những con bài cơ động như Queen of Pain, Void Spirit, Ember Spirit tạo ra vô vàn khoảng trống cho carry Yatoro được farm, bắt chết những support của địch, tạo lợi thế giao tranh cực lớn. Có lẽ chúng ta sẽ biết tới thanh niên Canada Japan này nhiều nhất qua câu nói Easy Game trong trận đấu với OG. Thế nhưng các bạn có biết rằng Toronto Tokyo còn học cực kỳ giỏi nữa đấy, thậm chí giỏi hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Trong cuộc phỏng vấn với Cybersport RU, midlaner 24 tuổi đã chia sẻ anh từng đoạt giải Olympic toán học Nga và cố gắng lọt vào đội tuyển toán quốc gia đi thi quốc tế IMO nhưng thất bại. Dành cho những ai chưa biết thì International Mathematical Olympiad là kỳ thi toán học lớn và danh giá nhất trên toàn thế giới dành cho học sinh trung học phổ thông. Những chiến binh tham dự kỳ thi này chính là những nhân tố toán học xuất sắc nhất trên thế giới. Sau khi thất bại trong việc trở thành đại diện của nước Nga chinh chiến tại IMO, Alexander đã thi vào khoa toán học tính toán và điều khiển học Đại học Quốc gia Moscow, Moscow State University, MSU, một trong những trường đại học về khoa học và công nghệ danh giá nhất nước Nga cũng như trên toàn thế giới. Ở trường đại học, tôi bắt đầu chơi Dota vì không còn chịu sự kiểm soát của cha mẹ nữa, cứ tưởng có thể vừa học vừa chơi, nhưng ở MSU thì không có chuyện mỗi tuần lên lớp một lần mà hiểu tất cả được. Điểm số của tôi bắt đầu thụt lùi, do đó tôi quyết định tạm nghỉ Dota và dành toàn bộ thời gian cho việc học. Tôi học một thời gian, nhưng sau một năm tôi thấy chán, tôi nhận ra lập trình không phải là đam mê của mình, tôi thà chơi Dota còn hơn. Tôi nghĩ mình có cơ hội tốt để go pro nên bỏ học và chơi Dota lại. Anh thậm chí còn nói rằng việc học toán giỏi là những tố quan trọng nhất giúp anh thành công trên con đường Dota chuyên nghiệp. Mặc dù vướng phải sự phản đối kịch liệt từ cha mẹ, anh đã thành công và thuyết phục được họ ủng hộ anh tiếp tục theo đuổi đam mê Dota. Người thứ hai trong danh sách ngày hôm nay của chúng ta chính là Yado, người đi đường giữa cho Cerberus Esports của giải đấu Liên minh Huyền thoại Việt Nam. Yado tên thật là Đoàn Minh Trung, sinh năm 1999. Trước khi đầu quân cho Thần Khuyển Ba Đầu vào mùa hè năm 2019, Yado từng khoác áo Hà Nội Skyred, Gam và Cần Thơ Cherry. Thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh là giành ngôi vô địch VCS mùa đông 2021 cùng chính đội tuyển mà anh đã gắn bó trong nhiều năm sự nghiệp. Cerberus họ không còn thấy bất kỳ một vật cản nào nữa, kia ra bất lực trong việc ngăn cản và chính thức Cerberus là nhà vua mới của VCS. Năng khiếu và trình độ của Yado đã được công nhận từ năm 2017, thời điểm mà Trung vẫn đang còn là một cậu học sinh cấp 3. Trong một cuộc phỏng vấn với Zing TV, Yado đã kể lại câu chuyện của mình về thời điểm vừa đi học, vừa GoPro LOL chuyên nghiệp. Ở kỳ thi đại học năm 2018, Yado đăng ký khối D và đạt 26 điểm, trong đó có 9 điểm môn tiếng Anh. Điểm số này giúp anh đỗ vào chuyên ngành kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngoài ra, Yado cũng đạt 25 điểm ở khối A1 khi đăng ký dự thi Đại học Bách Khoa. Có lẽ chúng ta đã biết, năm 2018 là năm mà đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia thuộc hàng khó bậc nhất trong lịch sử, khiến cho điểm chuẩn của các trường đại học đều rất thấp. Đại học Kinh tế Quốc dân từ lâu đã là trường đại học danh giá bậc nhất toàn quốc, với điểm chuẩn cao hàng đầu trong số các trường đại học. Năm 2018, khoa cao nhất của trường lấy 24,35 điểm.
và điểm đại học của Yado đạt 26 điểm, còn cao hơn điểm chuẩn cao nhất của trường rất nhiều. Khi học năm nhất, Yado thậm chí còn học cực giỏi và sở hữu 9 điểm tổng kết môn triết học. Bạn bè trong lớp kể lại, thời điểm đó cứ chép bài Yado là được 7 điểm triết, còn cậu ta thì được tới 9 điểm. Khi quyết định nghỉ học và theo con đường chuyên nghiệp, Trung được cha mẹ của mình hết mực ủng hộ và từ đó một trong những mít lên hàng đầu của giải đấu VCS ra đời. Yado đã gặt hái được vô số thành công và được cộng đồng lờ lờ biết tới như một người chơi đường giữa toàn diện với những con bài pháp sư chủ lực, những vị tướng hỗ trợ đồng đội và cả đấu sĩ Dimit. Có lẽ thứ mà Yado còn thiếu đó là một lần tham dự chung kết thế giới trong sự nghiệp và hãy cùng phê game cổ vũ chàng trai tài năng này cùng đội tuyển Cerberus để có thể bước tới giải đấu danh giá nhất vào mùa giải sau nhé. Cái tên thứ ba trong danh sách này chính là Rob của Fake Clan. Rob tên thật là Robin Kuhn, sinh năm 1999 tại Estonia. Anh quyết định đi theo con đường CSGO chuyên nghiệp từ rất sớm. Thế nhưng có lẽ thời điểm đã làm nên tên tuổi của một trong những player lurker hàng đầu CSGO hiện tại chính là lúc anh thi đấu cho đội tuyển Mouse Esports với những lão làng Chris J, Usyk hay Kerrigan. Rob nổi tiếng bởi một kỹ năng cá nhân cực kỳ cao và những bước di chuyển thông minh. Cá nhân Rob đã được vinh danh là MVP tại ESL Pro League Season 10 Final, cùng vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng 20 tuyển thủ xuất sắc nhất năm 2019. Trong năm 2021, Rob đã được cho riêng mình những chỉ số vô cùng ấn tượng như 2.0 rating và 1.25 KD, cũng như liên tục lọt top 20 HLTV từ năm 2018. Việc tham gia những giải đấu CSGO với lịch trình dày đặc, còn phải chu du khắp thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình học tập của anh. Thế nhưng Rob vẫn hoàn thành xuất sắc bài tập được giáo viên giao online, vẫn tham gia các buổi học trực tuyến và được nhà trường cực kỳ ủng hộ việc thi đấu chuyên nghiệp. Rob thậm chí còn nhiều lần đi thi các kỳ Olympic tại trường và luôn có được cho mình những thành tích đáng nể, qua đó cho thấy trình độ học vấn siêu đẳng của mình, mặc dù bản thân anh cũng không thích học cho lắm. Điều này đã chứng minh một điều rằng thi đấu chuyên nghiệp chẳng thể cản trở được con đường học vấn của bản thân, chỉ cần có nỗ lực và cân bằng được quỹ thời gian của mình. Sau nhiều năm nỗ lực, Rob đã gặt hái được những trái ngọt khi vô địch PCL Major Antwerp, chức vô địch Major đầu tiên trong sự nghiệp của anh chàng này. Player thứ tư trong video ngày hôm nay của chúng ta tiếp tục là một tuyển thủ CSGO chuyên nghiệp và cũng tới từ đội tuyển Fake Clan, người đội trưởng của họ Kerrigan, hay còn được gọi là Carry Gáy, với những màn ăn mừng cực kỳ chất của mình. Kerrigan bắt đầu Go Pro CS từ khi mới 16 tuổi và trong gần 15 năm thi đấu chuyên nghiệp, anh đã cùng các đồng đội lên ngôi vô địch tại vô số giải đấu lớn nhỏ cùng nhiều danh hiệu cá nhân danh giá khác. Được đánh giá là một trong những EGL xuất sắc nhất thế giới, Kerrigan đã đưa Mouse Sport trở về vị thế của một top team với chuỗi vô địch 4/5 giải LAN họ tham dự, trong đó có danh hiệu ESL Pro League Season 10 Final đầy danh giá. Sau khi chia tay chùa thể thao và quay trở lại mái nhà xưa Fake Clan, Kerrigan đã trải qua một quãng thời gian cực kỳ khó khăn trong việc tìm cách vực dậy một đế chế đang rệu rã. Những nỗ lực của anh cũng đã được đền đáp khi lần đầu tiên trong sự nghiệp CSGO của mình, anh đã đánh bại một Na'Vi cực mạnh của Simple để nâng cao chiếc cúp Major danh giá lần đầu trong suốt 15 năm chinh chiến. Không chỉ là một trong những EGL xuất sắc nhất mọi thời đại, với một bộ não chiến thuật khó đoán và đầy tinh tế, Kerrigan cũng đã chứng minh được năng lực của mình trên con đường học vấn khi tốt nghiệp tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh và kiểm toán của trường kinh doanh Copenhagen, Đan Mạch khi mới 25 tuổi. Thời điểm đó anh vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp đỉnh cao, điều này đã chứng minh nghị lực phi thường và tài năng của anh trong cả hai lĩnh vực. Qua đó để thấy rằng game thủ vẫn có thể làm được những công việc trí óc và danh giá khác. Tiếp tục với danh sách ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với Ake, một trong những support năm nổi tiếng nhất trong lịch sử Dota 2 chuyên nghiệp. Ake bắt đầu chơi Dota từ rất sớm vào khoảng năm 2006 khi được cậu bạn cùng lớp về sau cũng trở thành đồng đội với anh tại Alien và vô địch TI3, Loda rủ dê. Ake cùng với bạn thân của mình đã gặt hái được những thành công đầu tiên khi đặt hạng 5 tại TI2. Sang năm 2013, với những người đồng đội mới tại Admiral Bulldog, EGM và Offlaner huyền thoại S4, Alien đã hủy diệt hoàn toàn Dota 2 châu Âu cũng như quật ngã một trong những đế chế hùng mạnh nhất thời điểm bấy giờ, Na'Vi của Dandy để lên ngôi tại The International 3. Tài năng của Ake là không thể phủ nhận khi đem tới những màn trình diễn Enchantress, Chen, Keeper of the Light thượng hạng. Những highlight word block hay micro chen của Ake đã khiến rất nhiều fan hâm mộ cảm thấy nức lòng. Tài năng và thành công trên con đường game thủ chuyên nghiệp là như vậy, thế nhưng ít người biết rằng Ake còn cực kỳ thành công trên con đường học vấn nữa đấy. Ake sở hữu một tấm bằng khoa học máy tính sau 3 năm theo học tại trường đại học. Không chỉ vậy, anh cũng rất giỏi trong lĩnh vực lập trình khi cùng những người bạn của mình sáng lập ra một startup thành công. Ngoài ra anh cũng làm việc như một lập trình viên cho một công ty công nghệ danh tiếng. Nhưng điều tuyệt vời hơn cả chính là việc Ake hoàn thành tất cả những điều đó trong lúc anh vẫn đang thi đấu Dota 2 chuyên nghiệp. Điều đó cho thấy khả năng cân bằng giữa thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp và công việc, đời sống của anh là vô cùng tốt. Nhân vật tiếp theo xuất hiện trong danh sách chính là một tuyển thủ LL tới từ đất nước Việt Nam và cũng được công nhận là một trong những người đi đường trên xuất sắc nhất lịch sử giải đấu VCS, Stark Đại Đế. Stark tên thật là Phan Công Minh, sinh năm 1997 trên mảnh đất Đà Nẵng thơ mộng. Bắt đầu sự nghiệp game thủ vào năm 2017, Stark đầu quân cho đội tuyển cực kỳ mạnh mẽ thời điểm đó là Gigabyte Marine.
Stark nổi tiếng với những con bài nặng sát thương như Jace, Echo, Rumble. Thế nhưng Renekton trong tay anh mới là nỗi ác mộng của các tuyển thủ đường trên. Cũng vì lý do này mà anh được gọi với biệt danh Đại Đế. Vào thời điểm đó, Stark còn là một cái tên vô danh, đồng thời sự ra đi của Ren đã dẫn đến hàng loạt những khủng hoảng nhân sự. Archie chuyển lên đường trên thay vì vị trí hỗ trợ như trước. Mặc dù làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng bản thân cặp đôi Slay và Serg lại không bắt nhịp được với nhau. Điều này dẫn đến hàng loạt câu hỏi từ phía người hâm mộ rằng liệu Stark có làm tốt tại top lane, tạo nên sự chắc chắn cho trục cánh trên của Gam hay không. Và Stark đã không phụ lòng người hâm mộ Liên minh Huyền thoại Việt Nam khi đã trình diễn một lối chơi carry đầy sức mạnh, góp phần đưa Gam tới với MSI 2017. Tại đây anh đã liên tục solo kill những top lane trên thế giới. Mà phải kể đến Huni của đế chế SKT thời điểm đó, đưa những người hâm mộ VCS lên những cung bậc cảm xúc dâng trào. Sau khi MSI cực kỳ thành công ấy, Stark đã rời Gam và gia nhập EVOS. Tại đây anh cũng gặt hái được không ít thành công khi tiếp tục vô địch VCS 2018 và có màn trình diễn rất ấn tượng tại MSI cùng năm. Tới với Team Flash, Stark tiếp tục vô địch và giờ anh trở thành huấn luyện viên trưởng của Team Flash. Không chỉ sở hữu kỹ năng thượng thừa, Stark còn là một học sinh giỏi. Khi theo học khoa công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Đà Nẵng, anh cũng chia sẻ khi mình có điểm thi đại học khá tốt và rất giỏi môn toán. Sau khi giải nghệ và trở thành streamer, Stark còn làm những video giải toán cực kỳ thú vị trên kênh YouTube cá nhân, tạo nên tiếng cười cho những fan hâm mộ của mình. Cái tên cuối cùng mà chúng mình muốn nhắc tới trong video lần này chính là một cái tên cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử eSports, Faker, Quỷ Vương Bất Tử. Mặc dù có xuất phát điểm là một cậu nhóc bỏ học chơi game, nhưng với trường hợp của Lee Sang-hyuk thì có lẽ phải xem xét lại khi mà từ cấp 2 cho tới cấp 3, Faker luôn là một trong những học sinh ưu tú và xuất sắc nhất của toàn trường. Faker thường xuyên lọt top 1% học sinh có điểm số cao nhất thời cao trung. Không chỉ vậy, Faker còn được thầy cô mô tả là cực kỳ thông minh và nhanh nhạy. Trong những buổi phỏng vấn, Sang-hyuk luôn xem game chỉ là một công cụ để giải trí. Chỉ khi đạt tới top 1 thách đấu Hàn, Faker vì tò mò về thực lực của bản thân nên anh đã bắt đầu tham gia các giải đấu dành cho thanh thiếu niên. Về sau, Faker cũng chia sẻ khi giải nghệ, anh luôn muốn được đi học trở lại bởi kiến thức là điều vô giá. Qua đó, chúng ta thấy được tinh thần học hỏi và niềm đam mê kiến thức của tượng đài vĩ đại nhất lịch sử League of Legends chuyên nghiệp. Like, even though I only have a man on the floor, I think he's in the bed. Oh, Faker may be in trouble. Your death mark tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse. Look at the moves. Faker, what was that? Faker with a huge play, the QSS. I can't believe I just saw that. He actually won that duel. I can't believe that happened. SK Telecom just charges into the KT Bullets base. Oh, wow. Can you say GG? Vậy thì ngoài những tuyển thủ bên trên, còn những cái tên nào đi thi đấu chuyên nghiệp nhưng vẫn sở hữu thành tích học tập cực khủng nữa? Hãy cho Faker được biết nhé. Các bạn cảm nhận như thế nào về những cái tên kể trên? Điều đó có khiến các bạn trầm trồ? Phần comment là của các bạn. Còn giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.